Kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 7 Tết 2021. Chúng tôi đang có mặt ở khu vực này gọi là Lòng Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh nè cô bác anh chị. Cô bác anh chị thấy khu vực này thì bà con đánh bắt cá đồ rất là nhiều và như là một biển nước mênh mông luôn. Ở đây vào mùa khô đó cô bác anh chị nên nước nó rút xuống. Còn đến cái mùa mà nước á, thì những cái khu vực này nó ngập hết nha cô bác anh chị. Ở những cái khu vực này á, bà con khi mà nước rút á, bà con tranh thủ trồng mì và cũng tưới luôn luôn cô bác anh chị để mà tranh thủ cái mùa nước lên đó là bà con thu hoạch trước. Xong rồi nước nó lên nó sẽ ngập mênh mông như một biển nước luôn. Bây giờ thì thời điểm này thì cũng là mùa khô rồi nên nước tạm thời nó rút nhưng mà cô bác anh chị thấy cũng nước cũng là rất là mênh mông. Nếu mà mùa khô kéo dài nữa thì nước nó sẽ rút xuống xa phía bờ, phía dưới xa luôn nha cô bác anh chị. Những khu vực ở đây thì nó sẽ rút hết. Và bây giờ thì ngày hôm nay chúng tôi cùng mấy em cũng như là chú ở đây ở khu vực bên Tây Ninh này thì đi bắt ốc nè cô bác anh chị. Thì mời cô bác anh chị cùng chúng tôi thử coi xem thử coi là bắt được nhiều ốc không nha cô bác anh chị. Ốc đây là ốc bươu vàng ha, mà nó màu vàng luôn. Còn chỗ nào cạn hơn không Nam? Còn chỗ nào cạn hơn không? Còn chỗ nào cạn hơn không? Phải băng xuống đây mới qua bển được hả? Đây ốc này của anh chị, ốc quá trời luôn. Rồi bắt được 3 con này của anh chị, 3 con ốc luôn này, 1, 2, 3. Được ký chưa anh? Lẹ dữ rồi, mới đây được ký rồi. Bự bự à, ốc bự bự không à. Em ơi. Đi qua đây được đi. Ốc bự bự không à. Đi chắc ăn vào. Đâu ở đây không có ổn đi đại đi. Mà đều đi từ từ á giờ. Ốc đắng đi hả? Ốc đắng. Ở chỗ cái mấy cái hầm á mình mới mò rồi mình đi đại được. À. Còn mấy cái này mình chỉ dòm thấy. Trời ơi, quá trời. Ôi quá trời luôn. Đó, đó nè em. Ơi. Không. Ổ cá hả? Anh mò được liên tục luôn hả? Từ không? Quá trời luôn dữ luôn. Phải không anh? À. Ủa nước nhiều mới bắt được nó hả? Tại nên nó ở bây giờ đi rồi, có Dạ. người ta bắt rồi. Dạ. Nó ở rồi nó có cái hố vậy hả? Con bự bự không á.
chỗ mình qua nữa. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Được mấy con rồi? Dạ, rồi con bự bự không? Mấy mê quá. Mới bắt chút xíu mà được ký máy rồi cô bánh chị. Được ký chưa chú? Ký rồi ha. Đây con bự bự không mà mau ký lắm. Dạ. Không? Dạ. Con quá trời luôn. Dạ. Dạ, ủa người ta bắt cũng nhiều lắm hả? Ở dưới kia người ta câu vậy không biết có dính hay thấy giật nặng tay chứ quá cờ ghê luôn. Cái giật, cái cầu dữ hả? Rồi hút hút em giữ cho, còn hút không? Mới bắt khoảng chừng 20 phút, ký hơn này quá chị, ký hơn này. Dạ. Nhỏ, lớn. Ơi, con xem được con ốc nó bị dài tới đây nè.
Được ký chưa Nam? Ừ, được ký rồi. À. Bây giờ coi thành quả, coi cái này được khoảng mấy ký chú? Này, chú bắt ốc bự không cô bác anh chị? Cái này thành quả, cái này chắc cũng khoảng được 3 ký á. Mà 4 bao như này bắt có mới có nửa tiếng hồ. Đây là thành quả nãy giờ bắt được này cô bác anh chị. Cái này cũng khoảng được 3 ký mấy á, mà tới 4 bao như thế này nè, cứ 1 bao 3 ký mấy thì 4 bao 12, khoảng mười mấy ký rồi cô anh chị. Đây con ốc bự luôn. Quá trời luôn. Rồi thì ngày hôm nay chúng tôi đi quay review cái khung cảnh lòng hồ Dầu Tiếng Tây Ninh, cũng như là quay cảnh bắt ốc, cũng như thành quả bắt ốc được 4 bao khoảng mười mấy ký cô bác anh chị. Cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị video sau. Chưa là ơi chú ơi. Dạ. Nhỏ không hả chú? Dạ.